Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 Tết rồi. Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là chúng ta sẽ bước qua năm mới. Đó là năm 2024 Giáp Thìn. Năm 2023 vừa qua, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì là một năm làm ăn kinh tế suy thoái. Có rất nhiều người phải thất nghiệp, rồi nhiều công ty, xí nghiệp phải phá sản. Năm 2023 thực sự là một năm vô cùng tồi tệ. Và ngay ngày hôm nay, mình cho ra cái video này với một ý nghĩa. Đó là sẽ bật mí cho tất cả quý vị và các bạn biết những cái tuổi nào, những cái con giáp nào bước sang năm 2024 này sẽ gặp khó khăn về công việc, thị phi, tai nạn, bệnh tật, cũng như những cái điều xấu nó bước tới. Để những quý vị nào đang rơi vào những cái tuổi này biết cách để mà phòng tránh những cái vận hạn. Và những con giáp mình muốn liệt kê để cho mọi người cùng biết, đó là tuổi Bính Tuất 2006, tuổi Đinh Sửu 1997, tuổi Mậu Thìn 1988, tuổi Kỷ Mùi 1979, tuổi Canh Tuất 1970, tuổi Tân Sửu 1961 và tuổi Nhâm Thìn 1952. Đây được đề cập tới là cả nam giới cũng như là nữ giới đều sẽ vướng. Bởi vì những người nào rơi vào cái tuổi này sẽ vướng phải cái vòng sao, đó là La Hầu, Kế Đô. Nam sẽ rơi vào sao La Hầu, nữ sẽ rơi vào sao Kế Đô. Những người khi đi xem bói lâu năm thì cũng biết là cái sức ảnh hưởng của những cái ngôi sao này, nó sẽ khiến cho công việc của các bạn sẽ bị trì trệ, sự đầu tư làm ăn sẽ gặp thất bại trong năm 2024. Công việc sẽ không thuận ý. Những cái công việc mọi năm làm rất là thuận lợi, nhưng khi bước sang năm 2024, sang vận chín, làm ăn nó sẽ bị trì trệ lại, nó không thuận nữa. Nó như là có một cái thế lực vô hình nào nó cản đường của các bạn. Tiếp theo sẽ là hao tán tiền của này, thị phi này, rồi tai nạn này, bệnh tật này, sẽ bị chịu nhiều điều tiếng xấu này. Vì thế những quý vị nào mà đang rơi vào những cái tuổi này phải hết sức cẩn thận và dè dặt trong làm ăn cũng như làm những việc đại sự. Và có hai cái tháng rất xấu đối với những con giáp này, đó là tháng Giêng và tháng 7 đối với nam giới, và tháng 3, tháng 9 khắc kỵ với nữ giới. Vì thế các bạn phải biết cân nhắc trước khi làm bất kể việc gì trong những cái tháng này. Sức ảnh hưởng cũng như là hạn nặng nhất của những cái con giáp mình vừa liệt kê trên đây thì sẽ có cái tuổi đó là 1979, đó là tuổi Kỷ Mùi, sẽ chịu cái hạn nặng nhất, đó là thiên về nam giới. Bởi vì 1979 Kỷ Mùi sẽ là mệnh hỏa, mà vướng cái sao La Hầu, lý tính của nó sẽ thuộc thủy, thủy sẽ khắc hỏa, nước sẽ dập lửa. Thì những quý vị nào mà nam giới rơi vào năm 1979 phải hết sức cẩn thận trong năm 2024 này. Tiếp theo nữa, về nữ giới thì sẽ có những tuổi nặng, hạn vô cùng nặng. Đó là tuổi Nhâm Thìn 1952 và tuổi Đinh Sửu 1997. Bởi vì những người rơi vào con giáp này, cái ngũ hành sẽ thuộc thủy, mà vướng vào năm 2024 sẽ dính vào sao Kế Đô. Sao này sẽ thuộc thổ, thổ sẽ khắc thủy, đất sẽ ngăn nước, rất bất lợi cho những người nữ giới rơi vào tuổi này. Và phần tiếp theo mình sẽ đề cập tới một ngôi sao vô cùng xấu xa, tai hại, đem lại rất nhiều những cái điều không may mà rất nhiều quý vị cũng đã biết qua về nó. Đó là ngôi sao Thái Bạch, hay còn gọi là Thái Bạch Kim Tinh. Ngôi sao này ngũ hành của nó sẽ thuộc kim. Những người vướng ngôi sao này dễ bị làm ăn thất bại này, thua lỗ này, tù tội này, mất chức này, tai nạn này. Thực tế cho thấy, qua bao nhiêu năm xem tướng số cho mọi người, mình cũng đã thấy rất nhiều người phải rơi vào cảnh khốn cùng khi phải trải qua cái năm mà sao Thái Bạch chiếu mệnh. Và đại kỵ nhất đối với những người có mệnh hỏa, mệnh kim, mệnh mộc, bởi vì đều khắc với cái ngôi sao này. Và những cái tuổi mình muốn liệt kê khi vướng vào sao Thái Bạch trong năm nay, tức
2024. Đó là nam sẽ là tuổi Quý Mùi 2003, tuổi Giáp Tuất 1994, tuổi Ất Sửu 1985, tuổi Bính Thìn 1976, tuổi Đinh Mùi 1967, tuổi Mậu Tuất 1958. Và riêng với nữ giới sẽ là những tuổi Kỷ Mão 1999, Canh Ngọ 1990, Tân Dậu 1981, Nhâm Tý 1972 và Quý Mão 1963. Và mình cũng xin nhắc lại nhé, ngôi sao này nó sẽ chiếu nặng nề nhất đối với những người mang mệnh Kim, mệnh Mộc và mệnh Hỏa, phải hết sức lưu ý. Dân gian xưa có câu sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà, các bạn cũng đều biết. Và mình cũng có đôi lời muốn nhắc nhở đến những cái con giáp, đó là tuổi Thân này, tuổi Tý này, tuổi Thìn này đang vướng vào 3 năm tam tai, đó là năm Dần 2022, năm Mão 2023 và năm Thìn tới này là 2024. Năm 2024 sẽ là năm tam tai cuối cùng của con giáp Thân, Tý, Thìn. Các bạn phải hết sức cẩn thận, không nên đầu tư làm ăn lớn, không nên mở những cái hạng mục mà nó lớn lao, nguy hiểm, đầu tư lớn, bởi vì chắc chắn các bạn sẽ gặp thất bại, thua lỗ, không thể tránh khỏi. Và cũng khuyên những cái tuổi mà rơi vào vòng tam tai này, hãy nên hạn chế những cái chuyến đi xa, mạo hiểm, đến những cái nơi mà sông nước, biển cả, núi non, nguy hiểm, bởi vì dễ dính phải tai nạn. 2024 là một cái năm tam tai cuối cùng, mà rơi vào năm tam tai cuối cùng sẽ là một cái năm hạn rất là nặng. Mình nói để cho các bạn cùng biết để mà phòng tránh. Và theo cái kinh nghiệm của mình thì những người mà vướng phải sau La Hầu, Kế Đô này, Thái Bạch này, hoặc rơi vào năm tam tai, riêng với nữ giới, nếu mà sinh con, đẻ con trong những cái năm hạn này thì chuyện hung cũng hóa cát, chuyện dữ cũng hóa lành. Những cái tai hại, những cái xui rủi của các bạn nó sẽ được tan biến khi mà sinh một đứa trẻ ra. Nó sẽ lấy hết những cái vận hạn của bạn đi. Thì khuyên những người phụ nữ nào đang rơi vào những cái năm hạn này có thể sinh con năm 2024, tức là năm Giáp Thìn. Và có một cái điều quan trọng cuối cùng mình muốn nhắn nhủ tới tất cả quý vị và các bạn. Tuy cái sức ảnh hưởng của những cái ngôi sao xấu này nó chiếu, nó khiến cho bản thân các bạn sẽ gặp những cái vận đen đủi, nhưng vẫn có một cách để hóa giải, đó là dùng đức năng để thắng số. Hãy ăn ở một cách thật là ngay thẳng, làm thật nhiều việc tốt, thật nhiều việc thiện. Người ăn ở có đức thì những ngôi sao này nó chiếu cũng nhẹ đi, gặp điểm hung cũng hóa tốt, gặp điểm dữ cũng hóa lành. Người ăn ở đạo đức, làm nhiều việc thiện lành, ắt trời cao sẽ có mắt. Những khó khăn của các bạn dần dà cũng sẽ vượt qua. Một năm xấu sẽ biến thành một năm tốt nếu bản thân bạn ăn ở có nhân có đức. Và ngược lại, những ai mà ăn ở gian ác, làm những chuyện xấu thì xấu lại càng thêm xấu. Điều này khó có thể tránh khỏi được. Kết thúc video, mình cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả quý vị và các bạn, những người đã theo dõi video của mình trong thời gian qua. Một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an và gặp nhiều may mắn trong công việc. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.